Hoài Tân, lấy ra, lấy ra nhanh lên. Em giỡn mặt với tôi hả? Trong cái giờ của tôi mà em dám coi tài liệu làm sao hả? Đây đâu phải là lần đầu tiên đâu cô. Nộp bài, đi ra ngoài. Cô nhanh. Thôi, có gì đâu buồn. Coi như mày xui đi. Tôi nói rồi mà, học hành đàng hoàng thì đâu có chuyện gì. Câu này hơi cũ rồi đó, lần sau nói câu mới đi. Bà cũng ngộ quá à. Có mấy câu sao không chỉ nó cái đi. Rồi đặng hai đứa vào sổ đồ bà chung luôn hay gì? Học hành là cái chuyện cho tương lai, trung thực đàng hoàng có gì mà phải gian lận. Mà Hoài Tân nè, tôi thấy dạo này ông mất căn bản lắm á. Tôi nhờ anh Vũ chỉ bài đi. Dẹp đi. Hai người là anh em mà, có gì mà không kèm nhau được. Mà ngộ ghê ha. Ông Vũ thì học giỏi, còn ông thì cùi bắp. Mắc gì tao vào học giỏi giống nó. Đây không phải là anh em ruột, không liên quan. Cái bà này á. Sao vậy trời? Tân! 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 Làm gì quạo dữ vậy? Còn Tiên, nó cũng có ý tốt mà. Tốt cái con khỉ á. Lần nào cũng chọc quê tao. Ừ, nó chọc là quê rồi đó. Ê mà nó quê đúng mà. Trời ui. Không có. Ý tao á, đúng á là mày với anh Vũ á là hai anh em đúng không? Với lại hai người ở trong đoàn trường 2 năm trời. Cái gì mày không biết á thì mày hỏi ảnh. Có gì đâu phải ngại. Không có ngại á. Tao đàn ông tao biết nè. Ủa mày đàn ông hả? Tao đánh mày á. Ê nó đánh tao. Tại vì từ những ba thằng Tân sáp chung với mẹ của ông Vũ. Ừ. Cái giờ hai anh em ở chung một nhà. Ừ. Ngại là đúng rồi. Ừ, ngại thiệt á. Thì đó. Tao không có ngại, mà tao ghét. Tao với ổng không đội trời chung. Đông đã nói với cô Nhung rồi. Đông đã nói với cô về chuyện của Tân rồi. Mong là cô sẽ bỏ qua và không mời phụ huynh nữa. Ồ. Chẳng phải các bạn cũng đang nói về chuyện đó sao? Ê, sao nó hay mỏng? Ê, vậy rồi cô Nhung nói sao? Cô bảo tí nữa giờ sinh hoạt, cô sẽ giải quyết. Chào mừng bạn đến với kênh phim Đàm Mỹ. Chúc các nhưng bạn mà Tân có này, những phút giây thư giãn với video Tân cố hôm gắng này. Học bài, chứ đừng để như vậy nữa. Cũng không nên đâu. Tao biết rồi, cảm ơn Đông nha. Có gì đâu mà phải cảm ơn, mình là bạn cùng lớp mà. Với cả... mình thấy anh Vũ cũng học giỏi đó. Có gì Tân nhờ anh Vũ chỉ cho. Có chứ, Tân cũng định vậy á. Nửa nhờ nó chỉ. Thôi Đông vô lớp nha. Đi xuống ăn. Vô tiếp vậy hả? Ê, là sao mày? Thằng Đông nó nói có khác gì con Tiến không? Không. Có đi không? Đi. Ờ đi. Tao không hiểu luôn á. Chuyện người lớn mày không hiểu đâu. Mày lớn quá. Chứ sao mày? Vậy là hai bác gặp nhau trong ngày họp phụ huynh luôn. Gặp nhau ở trường, dính nhau rồi về nhà ở chung luôn. Tới tận bây giờ thì anh với anh Vũ cũng không hiểu tại sao lại như vậy.
Vậy thì anh với anh Vũ là anh em chứ còn là gì nữa? Ừ, bây giờ cũng vậy mà. Chỉ là trong thời điểm đó thằng điên này làm gì thẳng gấp vậy? Mày sao vậy? Làm gì nín thế nãy giờ? Nộp bài, đi ra ngoài. Cô, kệ mẹ tao. Mẹ mày đâu có ở đây đâu mà kệ. Tao nhắc lại một lần nữa, là kệ mẹ, là kệ tao. Chưa đứng nắng nói khùng nói điên. Đi tiếp không? Tao cho mày thả dốc, mày thả không? Ok, đổi tài. Không hả? Chỉ vì anh đã quá yêu rồi, chỉ vì anh đã chót yêu người. Tình anh tựa như sóng bão cũng trôi đi. Em đâu hay biết. Tình anh tựa như sóng bão cũng trôi đi. Hoài Tân, em làm một bản kiểm điểm về đưa cho phụ huynh ký, rồi sáng thứ ba nộp lại cho cô. Dạ thưa cô, cô có nói là chỉ nhắc bạn Tân ở dưới chào cờ thôi ạ. À, cô nhớ rồi, để cô ghi vô sổ đầu bài. À, không phải là thế, nhưng mà cô bảo là chỉ nhắc bạn ở dưới chào cờ chứ không bắt bạn phải viết bản kiểm điểm nữa. Thì đúng là cô có nói như vậy. Nhưng mà bây giờ cô sực nhớ ra là bạn Hoài Tân đã copy bài tới 2 lần. Và cái điều này là không thể nào tha thứ được. Cho nên cô bắt bạn Hoài Tân phải viết một bản kiểm điểm về đưa cho phụ huynh ký. Sao vậy? Em có vấn đề gì hả? Dạ không ạ. Cô biết ba của Hoài Tân làm ở lãnh sự quán, công việc rất bận rộn, thời gian không có nhiều. Cho nên cô đã linh hoạt bằng cách cho em viết bản kiểm điểm về cho phụ huynh ký. Còn nếu như mà em cảm thấy cái điều đó đối với em nó rất là không hợp lý, em cảm thấy uất ức, cần phải có sự can thiệp của lớp trưởng, thì cô thiết nghĩ cô sẽ mời phụ huynh em lên để gặp cô. Dạ thôi cô, em về viết rồi nhờ ba ký cũng được ạ. Ăn lì để con đi học. Thì đi đi. Hai cấm. Rồi rồi chén. Lo gì? Cùng lắm mới đứng cục cờ thôi mà.
ai cho mày biết? Ai nói không quan trọng? Quan trọng là tao biết. Ai mượn mày biết? Tao cũng không muốn biết. Nhưng lỡ biết rồi nên thôi. Lo mà giữ mồm giữ miệng. Cẩm bếp xếp với ba đó. Nhờ vả tao với giọng điệu như vậy thì đừng mong tao làm. Thằng chó, mày muốn cái gì? Tao muốn gì mày chịu được không mà mày hỏi? Chơi không? Tao không chơi với đồ quay cớp. Mày ở trong cái nhà này, mày biết điều chứ. Mày cút theo mẹ mày luôn đi. Mày đụng tới tao được. Tao cấm mày không được đụng tới mẹ của tao. Thì sao? Mày với mẹ mày cút luôn đi. Thằng chó, mày đứng lại đó. Thằng chó, có giỏi thì ra đây đánh nhau nè. Còn không thì mày biến theo mẹ mày luôn đi. Ở đây chi cho chật nhà chật cửa hả? Mày đập mạnh vô, thủng cái cửa là tội chồng thêm tội. Coi ba xử mày như thế nào. Đừng lấy ba tao ra mà hù. Có giỏi thì gọi điện thoại cho mẹ mày á. Ruột ra thì mấy bên mày, chứ ai bên mày. Mày ước nhiều lên rồi gọi mẹ mày gọi điện cho tao nè. Mở cửa ra.